Thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày 3 tháng 10, duy trì trạng thái tạnh ráo, có nắng trong buổi sáng và trưa. Tuy nhiên, từ đầu giờ chiều, mưa dông sẽ kéo đến và gây mưa trên diện rộng, có thể kèm theo lốc, sét và gió giật nguy hiểm, nên người dân cần hết sức lưu ý. Do mưa đến sớm nên nhiệt độ không quá cao, ngưỡng từ 30 đến 32 độ. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh hôm nay như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Siêu Mộc. Ban ngày trời nhiều mây, chiều tối có mưa nhiều nơi và có nơi có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ 30 đến 32 độ, gió tây đến tây nam cấp 2, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Siêu Mộc. Ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ, chiều tối xuất hiện mưa nhiều nơi và có nơi có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, gió tây đến tây nam cấp 2, độ ẩm 83 đến 88%. Huyện Côn Đảo, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, gió tây nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm 84 đến 89%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây tây nam cấp 4, cấp 5. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 3 tháng 10 năm 2023, mức nước cao nhất 400 cm vào lúc 3 giờ 30 phút và mức thấp nhất 90 cm lúc 10 giờ.